Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Hồi hộp quá. Mình sẽ chọn lại kem gì nhỉ? Hôm nay hàng kem đóng cửa. Đóng cửa. Vậy thì ngày mai chúng ta lại tới nhé. Nhìn kia, có một cái máy bán kem tự động. Hả? Kem, kem. Mẹ ơi, con muốn ăn kem. Được rồi, được rồi. Bỏ tiền xu vào và con sẽ có kem. Kem. Máy bán kem tươi ngon đây, phục vụ bao món kem ngọt thơm. Mời cô bé với cô bé chọn những món kem tươi nơi đây. Có món kem dâu sô cô la kem vani, chọn vị kem mát tươi bạn ơi. Mình nghĩ xem sẽ ăn gì. Mình sẽ ăn kem vani. Máy bán kem tươi ngon đây, phục vụ bao món kem ngọt thơm. Kèm theo xe có những thứ khác, kẹo màu sắc lung linh xinh xinh. Trái cây ngon tươi ngon, hạt phủ lên miếng kem mềm bơ. Bạn muốn thứ chỉ sẽ ăn kem. Mình sẽ chọn loại kem màu cầu vồng. Kem của bạn đây, xin mời. Mẹ ơi, cho con một đồng xu đi mẹ. Máy bán kem tươi ngon đây, phục vụ bao món kem ngọt thơm. Mời cậu bé với cô bé chọn những món kem tươi nơi đây. Có món kem dầu sô cô la kem vani, chọn vị kem mát tươi bạn ơi. Mình nghĩ xem sẽ ăn gì. Máy bán kem tươi ngon đây, phục vụ bao món kem ngọt thơm. Kèm theo xe có những thứ khác, kẹo màu sắc lung linh xinh xinh. Trái cây ngon tươi ngon, hạt phủ lên miếng kem mềm bơ. Bạn muốn thứ chỉ sẽ ăn kem. Mình có mọi thứ. Kem của bạn đây, với đầy đủ mọi thứ. Xin mời. Thật tuyệt vời. Phải, và sử dụng cũng rất vui. Hả? Nhìn con kìa, kem dính hết lên mặt rồi. Lại đây xem các bạn nhỏ, bạn thích hương vị nào? Kem ngon đây. Nào mời con yêu, con thích món kem gì? Kem ngon, con xem nào. Chọn kem dâu tây, thêm chút kẹo. Thơm ngon lắm này, kem mát lạnh. Của con đây, trả tiền nào. Con yêu, con thích món kem gì? Kem ngon, con xem nào. Việt quất thơm ngon, cho thêm sô-cô-la. Thật thơm ngon lắm này, kem mát lạnh. Của con đây, trả tiền nào. Con muốn quẹt thẻ được không ạ? Ồ, tất nhiên rồi. Con cũng muốn bán kem nữa. Được chứ. Chọn kem vani, thêm chút kẹo. Thơm ngon lắm này, kem mát lạnh. Của mẹ đây, hãy nhớ trả tiền nhé. Cảm ơn con yêu. Kem đây, kem ngon tuyệt đây. Nào mời bạn thân yêu, bạn thích món kem gì? Kem ngon, ba xem nào. Hãy lấy cho ba kem mát lạnh. Thơm ngon lắm này, kem thập cẩm. Của ba đây, hãy nhớ trả tiền nhé. Cảm ơn các con.
Mình muốn uống nước ngọt quá. Nước ngọt, ở đây có nước ngọt miễn phí. Nước ngọt của mình đâu? Chắc cái máy này bị hỏng rồi. Mình phải làm cách nào để lấy được nước ngọt đây? Ba ơi, con muốn mua gì đó để uống. Mấy bạn hàng thân yêu với rất nhiều thức uống. Wow. Con sẽ chọn ăn sữa chua thật ngọt ngào và thơm ngon. Yeah. Đặt tiền vào đây, ta bấm nút chọn nhé. Chua thật ngọt ngào và thơm ngon. Yeah. Oh, mình nên bấm nút nữa. Thật quá dễ. Mày bán hàng thân yêu với rất nhiều thức uống. Ta sẽ chọn uống nước ngọt thật lạnh vị cola. Giờ mình cùng ấn nút. Giờ mình cùng ấn nút. Ta có ngày nước ngọt thật lạnh vị cola. Ơ? Nước ngọt của ta đâu? Ở đây có máy bán nước tự động này. Máy bán hàng thân yêu với rất nhiều thức uống. Wow. Ta hãy mau chọn nước cam thật là thơm ngon. Yeah. Đặt tiền vào đây, ta bấm nút chọn nhé. Ta có ngay nước cam thật là thơm ngon. Yeah. Ta nên đặt tiền vào đó nữa. Máy bán hàng thân yêu với rất nhiều thức uống. Wow. Ta sẽ chọn uống nước ngọt thật lạnh vị cola. Đặt tiền vào đây, ta bấm nút chọn nhé. Ta có ngay nước ngọt thật lạnh vị cola. Yeah. Các con, hãy cùng làm những chiếc kem que màu sắc nào. Hả? Vâng ạ. Chúng ta sẽ dùng trái cây và rau củ. Cà chua màu đỏ, táo nhẹ màu đỏ, dâu tây màu đỏ, dưa hấu màu đỏ. Ôi xem này, nhiều trái cây và rau. La la la, mình rất thích rau củ. Bye.
Chà. Con thích ăn trái cây và rau củ. Mùi vị của chúng thật tuyệt. Được không? Tôi sẽ giúp tóc bạn thật đẹp. Tôi thích tóc màu đỏ rất xinh. Có ngay. Được rồi. Đỏ tươi bánh dâu tây rất đẹp. Bánh dâu tây đỏ. Đỏ tươi. Oh yeah. Tôi sẽ giúp tóc bạn thật đẹp. Tôi thích tóc màu vàng dễ thương. Con ngay màu vàng. Được rồi. Vàng tươi bánh chanh rất đẹp. Bánh chanh vàng. Vàng tươi bánh chanh. Oh yeah. Tôi sẽ giúp tóc bạn thật đẹp. Tôi thích tóc xanh lá thật ngầu. Xanh lá. Được rồi. Màu xanh lá cây bánh dưa. Bánh dưa lưới xanh lá cây. Xanh lá cây. Oh yeah. Yo yo. Tôi sẽ giúp tóc bạn thật đẹp. Tôi rất thích màu tóc xanh dương. Có ngay. Được rồi. Màu xanh dương bánh Việt quất này. Bánh Việt quất xanh dương. Màu xanh dương. Oh yeah. Ông ấy đưa chúng ta đi đâu vậy? Ơi, cái cửa bị mở kìa. Đau quá. Ô, cái xe. Làm gì đây? Xe ơi! Chờ chúng tôi với! Nhìn kia! Đằng kia có một chiếc xe tải khác! Hãy lên xe đó và về nhà thôi! Đúng rồi! Đi nào! Đi thôi! Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai! Dừng! Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai! Diệu Anh! Một rồi hai ba bốn chú bánh hamburger. Một hai, một hai nào cùng nhau băng qua được. Và rồi một bạn dừng lại nói to, phía bên kia có gì? Mọi người cẩn thận. Một chú bánh mì kẹp thịt nói rằng, ôi trời ơi. Một chú bánh mì kẹp thịt nói to, giúp tôi. Một chú bánh mì kẹp thịt nói rằng, sợ quá. Một chú bánh mì kẹp thịt nói to, ôi chạy thôi. Một rồi hai ba bốn chú bánh hamburger. Một hai nào cùng nhau băng qua đường. Và rồi một bạn dừng lại và nói to, phía bên kia có gì? Oh yeah! Hãy đi lối cho người đi bộ. Một hai, một hai, một hai, một hai. Dừng! Một hai, một hai, một hai, một hai. Diễu Anh! Một rồi hai ba bốn chú bánh hamburger. Một hai, một hai nào cùng nhau băng qua đường. Và rồi một bạn dừng lại và nói to, phía bên kia có gì? Mọi người cẩn thận. Một chú bánh mì kẹp thịt nói rằng, ôi trời ơi. Một chú bánh mì kẹp thịt nói to, giúp tôi. Một chú bánh mì kẹp thịt nói rằng, sợ quá. Một
chú bánh mì kẹp thịt nói to. Chạy thôi. Có người đến. Có người đến. Chú Đào bảo để quên một hộp bánh kẹp. Chắc là nó đây rồi. Mình sẽ mang chúng về. Ê, chúng ta đã an toàn rồi. Bữa sáng đã sẵn sàng. Cùng ăn thôi. Vâng ạ. Ôi bữa ăn trông thật ngon. Các con ăn tự nhiên nhé. Timmy, con nên ăn rau nữa chứ. Con không thể ăn rau đâu. Rau củ rất tốt cho sức khỏe. Đúng, con cũng rất thích ăn rau. Bạn ơi, ta hãy cùng ăn rau. Mình luôn yêu thích món rau xanh. Cà rốt. Cà rốt. Yum yum yum, cắt miếng rau ăn nào. Rau sạch, ngon, tuyệt và tốt cho mình. Cà rốt rất ngon. Mình thích ăn súp lơ. Súp lơ xanh. Súp lơ xanh. Yum yum yum, cắt miếng rau ăn nào. Rau xanh ngon tuyệt và tốt cho mình. Bạn ơi, ta hãy cùng ăn rau. Mình luôn yêu thích món rau xanh. Đậu xanh. Đậu xanh. Yum yum yum, cắt miếng rau ăn nào. Rau xanh ngon tuyệt và tốt cho mình. Chúng mình muốn ăn cà chua nữa. Bạn ơi, ta hãy cùng ăn rau. Mình luôn yêu thích món rau xanh. Cà chua. Cà chua. Yum yum yum, cắt miếng rau ăn nào. Rau xanh ngon tuyệt và tốt cho mình. Mình cũng muốn ăn rau củ. Ngon tuyệt. Ôi, nóng quá. Ui, tớ muốn uống một ly nước trái cây. Tớ cũng thế. Nước trái cây tươi và ngon đây. Nước ép cá sấu, nước ép khủng long và nước ép cầu vồng. Ôi, nó đã ra đâu? Hãy tới đây có nhiều loại nước ép. Mau xem máy ép thần kỳ đây. Aha! Chọn trái cây tươi ngon rồi ta xay. Được rồi đây, nước trái cây thơm ngon cho bạn. Na 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 na. Nước ép khủng long, nước ép cá sấu và nước ép cầu vồng. Bạn muốn chọn loại nào? Nước ép cầu vồng cháu thích lắm. Chú hãy cho cháu một ly. Quả dâu tây cam tươi ngon, Việt quất với nho đen, thêm chuối với kiwi ngon lành. Na 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 na. Nước ép trái cây cầu vồng. Na 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 na. Rất thích vị nước ép cá sấu. Chú hãy cho cháu một ly. Quả kiwi xanh và Việt quất nhé. Wow. Nước ép cá sấu thơm ngon đây rồi. Na 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 na. Thích nước ép khủng long thơm ngon. Chú hãy cho cháu một ly. Xoài và dưa ngon, cùng
táo với dưa. Wow. Nước ép trái cây cùng lòng đầy rồi. Na 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 na. Wow, ngọt thật đấy. Rudon, lưỡi của cậu chuyển thành màu xanh lá rồi kìa. Kiki, lưỡi của cậu thì đầy màu sặc sỡ. Dĩ nhiên rồi, vì nước ép của các cậu mà.